và Hạ Long, Đà Nẵng đều là những điểm đến của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế Miss Grand International 2023 tổ chức tại Việt Nam. Và tuần qua thì các người đẹp quốc tế đã quy tụ tại Đà Nẵng để tham gia nhiều hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi. Dù thời tiết những ngày qua không thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời, nhưng với sự chuẩn bị chu đáo, hỗ trợ nhiệt tình của các đơn vị đã để lại nhiều ấn tượng với đại diện các nước. Theo Ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2023, các hoạt động của cuộc thi sẽ diễn ra tại nhiều tỉnh thành từ Bắc chí Nam. Sau điểm đến đầu tiên là thủ đô Hà Nội và Hạ Long, Quảng Ninh, các thí sinh sẽ tiếp tục có chuyến hành trình đến Đà Nẵng và Hội An, Quảng Nam từ ngày 10 đến 15 tháng 10. Tại đây, người đẹp các nước đã tham gia vào các phần thi phụ như phỏng vấn kín, trình diễn trang phục áo tắm, trình diễn trang phục dân tộc Việt Nam. Là một trong những phần thi được mong chờ nhất, trình diễn trang phục áo tắm Best in Swimsuit mang đến những màn trình diễn vô cùng quyến rũ và tự tin tại sân khấu hoành tráng bên vịnh biển thơ mộng Nguyễn Tất Thành. Song song với phần thi Swimsuit, thí sinh Miss Grand International 2023 tiếp tục tham gia vào show diễn thời trang thứ hai trong khuôn khổ mùa thứ 6 của Việt Nam Beauty Fashion Fest được diễn ra tại công viên APEC. Các người đẹp khoác lên mình những bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế Việt Nam và sải bước đầy tự tin duyên dáng. Những phần thi được truyền hình trực tiếp trên các trang mạng xã hội thu hút hàng trăm ngàn lượt theo dõi. Song song với các hoạt động trình diễn, thí sinh các nước có cơ hội được trải nghiệm ẩm thực địa phương với sự đón tiếp nồng hậu của các đơn vị lưu trú ẩm thực tại Đà Nẵng. Tôi thấy đất nước của các bạn có quá nhiều điều tuyệt vời khi nói về du lịch, phong cảnh đẹp, nét văn hóa phong phú và con người thân thiện. Tôi nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ ban tổ chức và mọi người xung quanh. Sau cuộc thi, chắc chắn tôi sẽ quay trở lại đây để có thể được trải nghiệm hết. Cảm giác như đang ở nhà vậy, vì người Việt Nam và Philippines đâu đó có những nét tương đồng về văn hóa. Thật vui khi đến Đà Nẵng và trải nghiệm ẩm thực, văn hóa con người địa phương. Ở thời điểm này của cuộc thi, tôi nghĩ mình đã hơi lên ký một chút vì đồ ăn quá ngon. Đây là lần thứ hai tôi đến Đà Nẵng. Trước đó thì tôi đã ghé thăm thành phố dịp đầu năm để khảo sát. Lần quay trở lại này, mọi thứ vẫn ấn tượng như ban đầu. Một thành phố xinh đẹp với những cây cầu, trong đó có cây cầu Rồng thật rực rỡ. Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2023 là một trong những cuộc thi nhan sắc lớn được đông đảo khán giả quan tâm. Với sứ mệnh lan tỏa và giao thoa văn hóa giữa các quốc gia, đây cũng là cơ hội tốt để Việt Nam quảng bá hình ảnh đất nước, con người hiền hòa và hiếu khách đến bạn bè thế giới. Ban tổ chức sẽ đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Việt Nam qua hàng loạt tour tham quan các địa danh nổi tiếng, tạo điều kiện cho thí sinh các nước tìm hiểu và du lịch về văn hóa của các địa phương.